Chiều nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng làm việc với Sở Y tế để chuẩn bị nội dung tại kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dự buổi làm việc. Năm 2022, ngành y tế thành phố đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thích ứng an toàn với COVID-19, các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát tốt, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia về y tế dân số được triển khai đạt hiệu quả cao. Ngành y tế đã triển khai tổng thể các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện, đảm bảo thuốc vật tư y tế cho các bệnh viện. Tổng lượt khám bệnh tăng bình quân hơn 32%, bệnh nhân nội trú tuyến thành phố tăng gần 33%. Các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố được ngành y tế triển khai đúng lộ trình. Các dự án đầu tư công của ngành cũng được đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo hoàn thành theo cam kết. Tại buổi làm việc, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến ngành y tế, cũng như các nội dung sẽ trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm và ghi nhận thông tin thêm liên quan đến các kiến nghị của ngành về tháo gỡ khó khăn trong thực hiện công tác phòng chống dịch hiện nay, về triển khai đề án bệnh viện vệ tinh, việc xã hội hóa y tế, công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, cùng một số nội dung khác.